xin gửi lời chào đến cô chú và anh chị em Gia đình Kim Phạm mến chúc cô chú và anh chị em thật là nhiều sức khỏe Và cảm ơn cô chú và anh chị em luôn ghé thăm cũng như là ủng hộ những cái video của Kim Phạm Thì trong video hôm nay Kim sẽ chia sẻ đến cô chú và anh chị em về cái dấu hiệu mới Những cái tin tức mới về cái tấm chất 1002 mà mọi người đang lo âu trong vài ngày nay Thì đây là cái status update về cái gói cứu trợ 1002 lần thứ hai nha cô chú Và mời cô chú và anh chị em xem video thì video này Kim chia sẻ những cái thông tin này cho những cô chú và anh chị em đang quan tâm về cái update à, cũng như là tin tức về cái gói cứu trợ lần thứ hai Nếu cô chú và anh chị em nào xem video này mà không còn biết đến những cái thông tin này thì cô chú và anh chị em nếu yêu mến à, những cái video của Kim thì có thể đợi video sau Kim chia sẻ về những cái tin tức à, khác à, cô chú có thể ủng hộ Kim nha Rồi thì à, à, cái cuộc trò chuyện á, à, ở bên phía à, Cộng hòa cũng như là dân chủ đã chuyển từ là sẽ có gói cứu trợ thứ hai hay không? Bây giờ họ sẽ chuyển qua là đến đến bây bao giờ thì cái cái câu hỏi đặt ra đó là khi nào cái gói cứu trợ 1.002 này sẽ xảy ra và những gì sẽ có trong cái gói cứu trợ này? Thì mọi người mọi người cũng biết đó là trong tuần vừa rồi đó những cái người mà cố vấn kinh tế đã có một cuộc cuộc họp rất là lớn với tổng thống Donald Trump thì ông hasset đã nói ông ta nghĩ rằng một cái dự luật kích thích khác sẽ đến sớm hơn và bên cạnh đó thì uh, bên lãnh đạo của thượng viện là là ông uh, Mitch McConnell trả lời uh, phỏng vấn của đài Fox News hôm thứ năm rằng uh, chúng tôi chưa hoàn toàn sẵn sàng để đưa ra cái bước kế tiếp và cái gói cứu trợ này nhưng nó cũng uh, không có quá xa có nghĩa là chưa có sẵn sàng nhưng mà nó cũng sẽ tới sớm thôi rồi khi chúng ta nói về cái thời gian thì sẽ không có cái kế hoạch cũng như là không có cái thông tin gì về cái gói cứu trợ trong tuần này nha cô chú bởi vì Thượng viện đang nghỉ lễ Memorial Weekend và sẽ trở lại làm việc vào ngày 1 tháng 6 thì cho nên chúng ta trong tuần này chúng ta sẽ không có một cái thông tin gì mới nếu như cô chú nào quan tâm là khi nào mình sẽ có thông tin thì trong tuần này mình sẽ không có thông tin và phải đợi ngày 1 tháng 6 thì bên Thượng viện sẽ trở lại làm việc thì dĩ nhiên là cái thời gian khi nào chúng ta có thể thấy được tấm chất một cũng như là cái ngày dự luật này được thông qua sẽ bị đẩy lùi lại đúng không cô chú với, à, rồi rồi với cái phần mà à, thời gian chính xác và khi nào nó có thể xảy ra thì chúng ta cũng không có biết nhưng chủ tịch ủy ban tài chính thượng viện nói rằng các cuộc đàm phán nghiêm trọng về dự luật này sẽ không được tiến hành cho đến tuần thứ ba hoặc là tuần thứ tư của tháng 6 nha cô chú và ông ta cũng mong rằng là sẽ có kết quả vào đầu tháng 7 đó thì đây cũng là tin vui thì cũng không xa lắm ha Cũng à, còn có thể là trong vòng một tháng nữa thì chúng ta sẽ có kết quả rồi cái dự luật uh, dự luật Heroes Act này á là nên được coi như là một cái điểm khởi đầu cho việc đàm phán ha cô chú và anh chị em 3.000 tỷ cho dự luật Heroes Act này um, Congress um, cô chú và anh chị em nếu muốn biết về cái status cũng như là update thì cô chú và anh chị em có thể vào cái website là congress.gov, uh, congress.gov thì có thể thấy được là cái dự luật nó đã thông qua hạ viện vào tháng 5 ngày 15 nhưng đợi cái bill được thông qua đó thì phải đi qua năm cái giai đoạn khác nhau thì sau đây là năm giai đoạn thì mỗi khi mà cái bill được thông qua thì thứ nhất thì mỗi cái luật sẽ bắt đầu với một ý tưởng người ta đưa lên cái idea rồi sau đó thì cái bill nó bắt đầu đưa lên ha và sẽ đến ủy ban và quốc hội sẽ tranh luận và bỏ phiếu. Rồi nếu như mà ok hết thì sau đó tổng thống sẽ phê duyệt và ký. Thì trong vài tuần trước đó ở bên Đảng Cộng hòa có tuyên bố rằng dead on arrival là dự luật này sẽ có thể là chết trước khi đến thượng viện. Cho nên mình nghĩ À, mình nghĩ cái cách suy nghĩ tốt nhất hiện nay cho cái dự luật này là một điểm khởi đầu mà hai bên sẽ đàm phán à, xem giống như là bên à, bên trong cái dự luật này thì cái những cái gói cứu trợ nào sẽ được và những cái nào sẽ không được nha à, thì theo mình nghĩ đó thì à, sẽ được thông qua nhưng à, sẽ có thể là không phải thông qua hết 3.000 tỷ à, Kim Phạm luôn muốn à, chia sẻ đến cho cô chú và anh chị em biết được là những gì à, trong cái dự luật này vì nó dài đến 1.800 trang cho nên cô chú và anh chị em đôi khi không có thời gian để mà đọc cho nên nhiều khi à, tại sao cô chú và anh chị em cứ thấy Kim Phạm có nhiều video chia sẻ về những cái vấn đề này bởi vì có rất là nhiều thắc mắc à, cho nên Kim à, break down ra những những cái video nhỏ để mà chia sẻ để cô chú và anh chị em dễ nắm bắt hơn. Và nếu như cô chú và anh chị em nào đã biết về những cái gói cứu trợ nhỏ trong cái dự luật này thì quá tốt. Nhưng đây là những cái thông tin Kim muốn chia sẻ đến cho những cô chú và anh chị em không có thời gian đọc báo cũng như không có rành về công nghệ thông tin để mà lên tìm hiểu những cái vấn đề này. Thì chúng ta cũng không có biết, không có chắc chắn là cái 1 hai lần 2 này nó có được hay không nhưng mà theo cái những cái à, buổi họp báo cũng như những cái lời nói của những cái bên... À, cộng quà thì mình nghĩ là sẽ có ok rồi và cái gói cứu trợ một ngàn hai lần thứ hai này nếu như nó được á, thì nó có một à, hai điểm khác nhau à, là cũng đã chi, à, kim cũng đã chia sẻ trong một hai video trước đây nếu cô chú và anh chị em nào có quan tâm thì có thể xem lại nhé và theo ý kiến của kim thì kim nghĩ sẽ có một ngàn hai lần thứ hai rồi có rất nhiều điều mà có thể là sẽ không thể được uh, bao gồm nếu như dự luật này được thông qua mà bên um, Đảng uh, Cộng hòa đã lên tiếng và có và họ có thể um, sẽ không thông qua chẳng hạn như uh, sự mở rộng của, um, uh, của của cái tiền thất nghiệp 600 đó uh, kéo dài hơn nữa bởi vì bên đảng cộng hòa cũng đã nói rằng cái gói cứu trợ tiếp theo á, là phải bao gồm một lá à, chắn pháp lý cho doanh nghiệp là là phải có giống như cái liability à, là phải có trách nhiệm bảo vệ cho doanh nghiệp mà hiệu à, mà mà giống như hiện đang không có trong dự luật à, HERO Act này thì à, rất nhiều thành viên bên đảng cộng hòa nói rằng là phải có cho um, cho nên đây là tin vui cho những cô chú và anh chị em nào đang làm chủ thì mình hãy đợi xem cái um, tình hình như thế nào coi mình có sẽ được những cái gì nha cô chú và bên à, lãnh đạo của thượng viện ông Mitch McConnell á ông cũng nói rằng là cái gói cứu trợ cứ tiếp á, là phải có trách nhiệm bảo vệ pháp lý cho những doanh nghiệp à, và medical Professional à, bên ngành y khoa đó cô chú và ông phó tổng thống cũng nói rằng gói cứu trợ tiếp theo phải bao gồm à, lá chắn pháp lý để bảo vệ những à, kiện tụng đến với những doanh nghiệp bởi vì họ lo ngại là à, không có muốn là những cái luật sư đi vòng vòng và kiện tụng những nhà hàng bệnh viện doanh nghiệp cũng như là những à, tiệm à, rằng là thân nhân của họ của, của họ đó đã bị ảnh hưởng rồi à, từ những cái tiệm của mình những người làm này kia cho nên họ make sure là cái gói cứu trợ kế tiếp là phải bảo vệ cho những doanh nghiệp thì cũng như cô chú và anh chị em biết bên đảng cộng hòa tổng thống trump luôn uh, muốn rằng là mọi người uh, cũng như là mọi doanh nghiệp phải mở cửa lại để có thể giúp nền kinh tế của mỹ uh, đi lên trở lại cho nên ông ta muốn uh, bảo vệ cái uh, những doanh nghiệp này nếu như mà không có những cái sự protection này thì đâu có những cái doanh nghiệp cũng như những cái businesses đâu có ai dám mở cửa lại đúng không cô chú cho nên uh, đợi bảo vệ và đợi cho mọi người không sợ không lo sợ thì ông ta phải có uh, ra một cái dự luật gì đó thôi. Cho nên uh, đây uh, hôm nay thông tin này Kim muốn chia sẻ đến cô chú và anh chị em cũng như là một cái update về cái uh, những cái lý do cũng như là những cái ngày mà uh, cái stimulus check lần thứ hai này uh, sẽ được là ngày nào uh, và khi nào thì mình sẽ đón xem tiếp nha cô chú và cảm ơn cô chú và anh chị em rất là nhiều luôn ủng hộ những cái video của Kim Phạm và hẹn gặp lại cô chú và anh chị em trong video sau. Chào tạm biệt